cái này là cái gì vậy? Cái này hả? Là kem dưỡng da đó. Trời ơi, thơm quá à. Ừ. Bôi cái này á, nó sẽ giúp cho da đẹp không tì vết luôn, thư giãn nữa. Là sao? Đừng nói với tôi là cô không biết mấy thứ này nha. Con gái là phải dưỡng da. Dưỡng da để làm chi? Để đẹp, không tì vết như tôi đi nè. Ừ. Có nghĩa là dùng cái này là sẽ đẹp hả? Chính xác. Muốn thử không? Ừ. Đầu tiên, ừ, chúng ta xoa một lượng kem vừa đủ vào tay. Sau đó chúng ta xoa đều, từ từ massage lên vùng mặt. Cô đã thấy kem thấm vào da chưa? Cô cứ làm đúng như vậy, ngày qua ngày chúng ta sẽ có được một làn da perfect. Perfect là gì? Là hoàn hảo, là đẹp giống như tôi nè. Hoàn hảo hả? Hoàn hảo là đẹp đúng không? Thử đi, thử đi. Thử nha. Cô làm vậy là nát mặt hết đó, đúng không? Kem xoa đó, để ra đó, massage nè, massage nè, đó, nhẹ nhàng vậy thôi, đó, nhẹ nhàng massage.